Thưa quý vị, thưa các bạn, theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, thì lúc 1 giờ sáng nay ngày 24 tháng 8, tâm bão Bayu đang hoạt động gần biển đông cách đảo Luzon của Philippines khoảng 330 km về phía đông bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 10, tức là từ 90 đến 100 km/h, giật cấp 12. Dự báo trong 24 giờ tới, cơn bão này sẽ di chuyển theo hướng Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 20 km và có khả năng mạnh thêm. Đến 1 giờ ngày 25 tháng 8, thì tâm bão ngay trên vùng biển các tỉnh Phúc Kiến, Quảng Đông của Trung Quốc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 11 là từ 100 đến 115 km/h, giật cấp 13. Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng từ 15 đến 20 km, đi vào đất liền các tỉnh từ Phúc Kiến đến Quảng Đông, sau đó suy yếu dần thành một vùng áp thấp nhiệt đới. Đến 1 giờ ngày 26 tháng 8, tâm áp thấp nhiệt đới trên đất liền phía đông nam của Trung Quốc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 7, tức là từ 50 đến 60 km/h, giật cấp 9. Trên đất liền, do ảnh hưởng của rãnh áp thấp kết hợp với hội tụ gió từ mực 1.500 đến 5.000 m, nên ngày và đêm nay, các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế sẽ có mưa vừa, mưa to, lượng mưa phổ biến từ 30 đến 60 mm trong vòng 24 giờ. Riêng các tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị có mưa rất to, lượng mưa phổ biến từ 70 đến 120 mm trong vòng 24 giờ. Dự báo mưa lớn ở khu vực Bắc và Trung Trung Bộ có khả năng kéo dài đến ngày mai, ngày 25 tháng 8.